chào anh chị đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay là vẫn trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ nè. Thì xung quanh thì mình thấy là anh chị hỏi về cái vấn đề là giá thể trồng cũng như là cái ngày gieo làm sao mà cho nó đúng Tết. Và cái thứ ba nữa là cái ngày bấm ngọn ha. Và mình cũng đã ra đầy đủ những cái nội dung như thế rồi. Thì thời gian tới nữa thì chắc là nay hoặc mai nữa là mình sẽ ra chậu cái bông dạng thọ của mình á. Thì mình sẽ quay trực tiếp ở trên kênh là Vườn Nhà Tôi Vlog ha. Còn kênh này thì mình chỉ trả lời câu hỏi cũng như là chia sẻ kiến thức cho mọi người nha. Thì câu hỏi đầu tiên của một anh là níu kéo ok nè. Thì anh này anh hỏi về cái thuốc mà để xịt ở trên bông dạng thọ của mình. Thì đối với cái thuốc mà xịt ở trên bông dạng thọ của mình á, thì ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại nha. Đối với xịt sâu á, thì mình nên mua những cái dòng thuốc dạng cớm hoặc là dạng bột để mình xịt ở trên bông dạng thọ của mình là nó sẽ không có bị cháy lá và vàng lá nha các bạn ha. Còn đối với mà phòng nấm bệnh á, thì hiện tại là có Aleve nè, Ridomin nè hoặc là Mataxi ha. Thì ba loại này thì mình có thể là mình xịt phòng ở trên cái bông dạng thọ của mình là được nha. Và đối với mà cái dòng phân á, thì ở đây thì khi mà cây của mình mà nó 7 ngày tuổi thì mọi người nên tưới nhẹ cho nó về cái phân DAP là được ha. Và lưu ý thì mọi người phải đem nó ra nắng nha, khi mà nó ra được hai cái lá đài rồi đó và thêm hai cái lá nhám nhỏ đó thì chúng ta đem ra ở ngoài nắng để cho nó có cái ánh nắng á, cây của mình nó sẽ không có bị ốm nha. Nếu như là chúng ta để ở trong mát á mà chúng ta không cho nó tiếp thu với ánh nắng thì cây của mình nó sẽ rất là ốm, và đồng thời thì mình phải tưới phân nhẹ cho nó. Thì đó là cái loại thuốc cũng như là cách bón phân nó như thế nào thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người nha. Rồi một câu hỏi của anh Nguyễn Tâm này, anh này anh hỏi mình là thuốc Antracon mình thay bằng cái thằng Aleve có được không? Thì ở đây thì mình sử dụng thằng Aleve thì nó sẽ tốt hơn khi mà mình phòng nấm bệnh nha. Rồi một anh tên là Khanh 7792, anh này anh hỏi mình về cái chủ đề là trồng hướng dương lùn á. Thì ảnh nói là bây giờ là cái hướng dương của ảnh là chỉ có 60 ngày thôi, thì vậy là mình gieo bữa mấy. Thường thì nó ghi là ở trên cái hướng dương là nó ghi sẽ từ là 50 đến 60 ngày, mà trong cái khu vực mà miền Nam của mình mọi người thì nó khoảng đâu là 48 ngày là nó đã trổ hoa rồi. Thì do đó là mình sẽ gieo vào bữa là 12 tháng 11 âm lịch nha mọi người ha. Còn nếu như mà nó ghi 60 ngày như ở trên cái bao bì thì mình có thể là mình gieo sớm hơn khoảng đâu là 5 bữa nữa là được nha anh Khanh 7792 nha. Cảm ơn anh đã bình luận trong video của em. Rồi một bạn tên là Trần Dương 79 Vlog nè, bạn này bạn hỏi mình á là bạn này bạn ươm cái rầu kim B1 với 09 lên đạt là 95% rồi. Bạn này bạn nói bạn ở ngoài Khánh Hòa mà mưa nhiều lắm, vậy bao nhiêu cặp lá thì mình mới bấm ngọn cho cây? Thì ở đây thì bạn cứ canh khoảng đâu là 5 đến 6 cặp lá là mình bấm ngọn cho nó nha. Nếu như là các bạn mà đi mọc cơ nha, thì cái ngày mà bấm ngọn mà một lần thì sẽ rơi vào cái bữa là 28 tháng 11 âm lịch. Thì hoa của mình thì cái thời điểm đó là nó sẽ là đúng Tết nha bạn ha. Thì nói chung ở đây thì mình nói cũng khoảng thôi, tại vì nó còn tùy thuộc vào cái tốc độ mà mình chăm sóc nữa. Tại vì mỗi bạn là sẽ đi cái phân nó khác nhau chứ không ai là đi nó giống nhau, và thời tiết khí hậu nó đều khác hết. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn trong cái khoảng đó thôi. Rồi một chị tên là Yuki nè. Thì chị này chị hỏi mình là chào em nhé ha, mà dạng thọ B1, B3 của chị gieo bữa 24 tháng 10 âm lịch có sớm không em? Cảm ơn em. Thì ở đây thì gieo bữa 24 tháng 10 âm lịch là được rồi nha chị ha, bấm ngọn một lần ha. Như cái thời gian mà bấm ngọn thì em cũng đã ra rồi đó, thì em cũng mới vừa trả lời cho một anh trước đó, thì chị có thể là chị áp dụng theo nha. Rồi một bạn tên là Go Quỳnh nè, bạn này mà hỏi mình là cho em hỏi B1 đi một cơi gieo ngày mấy? B1 thì gieo một cơi đi gieo bữa 24 tháng 10 luôn nha bạn ha. Rồi bọn bạn tên là user 8L nha các bạn, là cho chị hỏi đi hai cơi bấm ngọn như thế nào. Thì cái đi hai cơi á, thì cái cơi đầu nó sẽ rơi vào bữa là 22 tháng 11 ha, và cơi hai sẽ rơi vào đầu tháng 12 âm lịch, tức là mùng 2 tháng 12 âm lịch luôn ha, chính xác cho ngày luôn. Rồi một bạn tên là anh đẹp trai 3676 nè, bạn này bạn hỏi mình á, là anh cho em hỏi hướng dương lùng đóng gói quá nông trong cái thời gian ra hoa là 25 đến 30 ngày, bao bì thì nó ghi vậy thì nó có ngắn ngày quá không? Thì ở đây thì mình chưa trồng cái giống này ha, nên mình sẽ không có rành, nhưng mà những cái giống mà thông thường mình gặp á là cái giống là 90 ngày nè, giống 75 ngày nè và giống 48 ngày. Và trong thời điểm này thì hai cái giống mà 90 với 75 ngày thì người ta đã gieo rồi. Đối với là cái giống mà 75 ngày thì gieo bữa là mùng 10 tháng 10 ha. Còn hiện tại bây giờ còn cái giống là 48 ngày á, là cái ngày là mình sẽ gieo vào cái ngày là 12 tháng 11 âm lịch nha các bạn ha. Có thể là vẫn gieo sớm hơn một tuần. Rồi một bạn tên là Nguyễn Minh Phương nè,
bạn này vẫn hỏi mình là cái đề cao mông mình có tưới ở trên bông nhãn thầu có được hay không. Đối với đề cao mông thì mình phải xịt dưỡng nha, thì là 15C pha với bình 16 lít nước để mình xịt cho nó, khi mà dạng thọ của mình mà nó bị si mọi người thì mình xịt dưỡng lên để cho lá nó xanh và nó phát triển bình thường nha. Một bạn tên là Mỹ Chi bạn hỏi về mình cái cẩm chướng này, mà cẩm chướng này mình không có trồng ha nha bạn ha, nên mình sẽ không có rành ha. Bạn có thể bạn vào kênh những bạn mà trồng cẩm chướng nha, tại vì khu vực miền Nam của mình cũng ít lắm. Rồi một bạn tên là Lê Minh Bảo nè, 1274 ha, bạn này bạn hỏi mình là chậu C11 anh có trồng được 5 cây không. Thì ở đây C11 là trồng được 4 cây nha anh ơi, chứ không có trồng được 5 cây đâu. 5 cây đó rất là chật nha anh ha, thường là 4 cây thôi, 3 hoặc 4 thôi chứ không có được 5 cây đâu. Là em thấy cái độ phát triển nó là vừa phải ha. Rồi một bạn là user nó biết nè, chị gieo bữa mùng 6 tháng 10 lên tốt lắm, vậy chị làm sao cho kịp Tết? Chị gieo như vậy là nó rất là sớm ha, chị nên bấm ngọn hai lần nha. Thì cái lần thứ nhất là chị nên để nó đạt đâu là 6 cặp lá luôn nha chị, thì chị mới bấm ngọn nha. Và cái lần thứ hai thì chị canh nó khoảng đâu là 28 tháng 11 nha, chứ bây giờ mà chị gieo sớm quá, bây giờ để tới tháng 12 là sợ cũng không được nữa, thì do đó là chị phải bấm sớm nha. Chứ để tới tháng 12 là nó ra nụ đó, tại vì cái này là cũng tùy thuộc vào mỗi vùng nó khác nhau nữa. Rồi một bạn tên là Su Quỳnh 7973 nè, mình trồng rồng vàng thì gieo ngày nào? Thì đối với những cái giống mà rồng vàng FVM thì mình sẽ gieo vào cái lối là từ 24 tháng 10 cho đến 28 tháng 10 ha, đi một cơ nha chị. Rồi một bạn user 6N ha, em gieo dạng thọ bữa 18 có ra bông kịp Tết hay không? Và kịp Tết nha bạn ha, dư sức luôn, dư sức qua cầu. Thì hiện tại giờ là thời điểm này là mới có người ươm thôi, những bạn như anh chị mà trồng kinh tế là người ta chỉ trồng một cơ là đa số nha. Rồi một anh chị kêu mình ra video về hoa màu gà đi. Thì hoa màu gà thì hiện tại là ở trên mạng thì cũng rất là nhiều anh chị làm rồi đó, chị có thể là tham khảo nha. Ví dụ như kênh Hoàng Yên nè cũng có làm ha, Đương TV nè, rồi những kênh khác nữa, mấy anh chị đó chia sẻ rất là hay nha. Nói chung là mỗi người là mỗi cách thôi. Rồi anh bắp phải là 4183 nè, vậy khi nào mình trồng với Rồi một bạn tên là Việt Organ ha, bạn này bạn hỏi mình là rồng vàng Thái Lùng Mekong 46 gieo bữa 21 tháng 10 có sớm không anh? Thì ở đây thì bạn gieo vào cái bữa đó thì cũng không có sớm mấy đâu ha, nó đúng nha bạn ha, nó chuẩn luôn rồi đó, nó chuẩn ngày luôn đó. Thì bạn ươm khoảng đâu từ 3 đến 4 bữa là nó sẽ lên nha. Rồi một bạn tên là Nhàn Nguyễn ha, thì mà bạn này bạn hỏi mình là gieo mấy bữa rồi mình xịt sâu? Thì ở đây thì bạn gieo khoảng đâu là 10 ngày trở lên ha, là mình có thể là mình xịt sâu ha cho nó ha. Những cái dòng thuốc mà dạng cớm ví dụ như là em sai nè, Vitaco này nọ là được nha các bạn ha. Còn những dòng thuốc như là Radiant khi mà mình bấm ngọn rồi thì mình hãy xịt ha. Cái này là chia sẻ cá nhân của mình nha. Rồi một bạn tên là Toàn Minh 109 là dạng thọ cao lỡ trồng ở nhà ngắt ngọn một cơ hay hai cơ? Thì ở đây thì cao lỡ thì bạn nên đi hai cơ nha bạn ha, hai cơ thì nó sẽ có tàn nhiều hơn, nó đẹp hơn nha. Thông thường là những giống lùng là người ta sẽ đi là một cơ. Rồi một bạn tên là Dân Võ nè, anh ơi em trồng gieo lên được 50% rồi, còn khoảng 30% nữa nó đang lên đem ra nắng có được hay không? Bạn đem ra nắng nha, để cho nó cây của mình nó có cái ánh nắng, nó sẽ không có bị ốm cây nha bạn ha. Để ngoài nắng thì nó sẽ rất là tốt, nhưng mà nắng sáng thôi là ok nha. Nói chung mình trồng ít thì mình cứ đem ra mình đem vô là được, chủ yếu là né cái hạt mưa thôi. Rồi giá thể để ở ngoài chuẩn bị ươm mà trời mưa ướt thì có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng nha bạn ha, bạn nên phòng cái nấm bệnh cho nó nha, cũng như là mình xả nước lại chứ không có gì đâu. Tại vì trong cái nước mưa nó có cái chất axit á, có thể là khi mà mình ươm nó mọi người nó sẽ làm giảm cái chất lượng cái hạt giống của mình thôi, chứ cũng không có đến đổi mấy đâu. Cho rồi một anh tên là Nông Nguyễn nè, cho hỏi 7 ngày tưới phân pha với Yura rễ có được hay không? Dạ được nha anh ha, anh cứ tưới nha anh ha.